Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đẹp Hơn Mỗi Ngày. Chào Bảo Quyên. Chào Tâm. Tâm thấy ở phần trên thì các bạn khán giả tham gia trò chơi như thế nào? Với chủ đề legging thì Tâm thấy với các bạn nữ thì có vẻ như là không khó khăn lắm, nhưng mà đối với các bạn nam thì khó đấy. Ừ, đúng rồi, nhưng mà hiện tại trên thế giới thì thời trang dành cho nam với legging cũng đang rất là thịnh hành. Ừ, nhưng mà Tâm thấy đó chỉ là trên sàn diễn thôi, còn ở ngoài đời thì không biết là phối như thế nào cho đẹp. Vậy thì tại sao chúng ta không mời các bạn khán giả tự phối đồ với quần legging và từ đó quay sẽ tiết lộ những bí quyết mặc đẹp với quần legging nhé? Nghe khá là thú vị đấy. Vậy thì bắt đầu thôi. Bộ đầu tiên mời Tâm xem thử xem bạn khán giả này phối chưa ổn mà ổn chỗ nào nhé. Tâm thấy dường như là bạn khán giả đó không mắc lỗi gì cả, nhưng mà có vẻ như cách mặc quần legging trong bạn ấy không được gọn gàng cho lắm đúng không? Đúng rồi đó Tâm, tại vì khi mà quần legging á thì nó thường là ôm sát, cho nên là mình tránh chọn những cái quần mà nó hơi bóng quá, những chất liệu mà bóng thì sẽ làm lộ khuyết điểm mà hơn nữa còn bị phô nữa. Khi mà quần legging thì mình nên chọn những chiếc quần chất liệu thun không bóng nhé. Bộ trang phục vừa rồi thì mắc lỗi gì hả Quyên? Bởi vì Tâm thấy rằng là chiếc quần legging rất là đẹp, nhưng mà khi bạn ấy mặc lên thì trông lại không được đẹp lắm. Tâm và các bạn khán giả nhớ để ý nhé. Đây là một lỗi mà các bạn rất là hay mắc phải đó. Các bạn hay dùng quần legging thay cho quần bình thường. Các bạn nên chọn những chiếc áo dài qua mông thay vì chọn những chiếc áo quá ngắn để làm lộ khuyết điểm nhé. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no calls, 'cause I'll be dancing. Bộ trang phục này thì Tâm có thể đoán ra rằng bạn ấy diện đến chiếc áo quá dày đóng thùng với quần legging đúng không? Cho nên trông cảm giác rất là cộm và không được đẹp cho lắm. Khi mặc quần legging thì các bạn nên chọn quần legging chất dài này, mặc với áo ở bên trong mỏng hoặc là mặc nhiều lớp layer để tạo sự tinh tế nhé. Đúng là những lỗi này thì Tâm thấy các bạn rất là hay mắc phải. Mà tại sao cách mặc đẹp đơn giản như vậy mà trước giờ mình không hay biết nhỉ? Nhưng mà bây giờ thì Tâm nghĩ rằng Tâm cũng như các bạn khán giả đã có thể biết mặc đẹp với quần legging rồi. Ở phần trên thì Quyên có nói rằng là sẽ chia sẻ những xu hướng mới của quần legging năm nay. Vậy đó là những xu hướng gì? Legging năm nay thì tha hồ cho Tâm lựa chọn, đủ các kiểu dáng, màu sắc và chất liệu khác nhau vô cùng phong phú. Vậy thì Tâm cũng muốn Quyên tiết lộ tất cả những kiểu dáng mới nhất để Tâm lựa chọn không nào? Dĩ nhiên rồi. Legging thun. Những chiếc quần legging thun chính là kiểu legging cơ bản nhất, tha hồ cho các bạn gái phối đồ. Với chất liệu co giãn và màu sắc thường là trung tính, bạn có thể phối với đủ kiểu dáng trang phục như áo thun form rộng, giày sneaker cá tính. Trông bạn cực kỳ năng động nhưng cũng rất nữ tính với quần legging đấy nhé. Legging da. Với những bạn nữ yêu thích sự phá cách và cá tính, những chiếc quần legging da chính là món đồ hoàn hảo dành cho bạn đó. Vừa thời trang, vừa xu hướng mà không hề khó phối đồ như bạn tưởng đâu nhé. Với legging da thì những chiếc áo dài đắp mông, mang họa tiết ấn tượng và giày boots cao cổ chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng phá cách đó. Legging giả jean, bạn nghĩ thế nào nếu quần legging được lai với quần jean? Có cả tiện ích thoải mái của legging và kiểu dáng bụi bặm của jean. Quần legging giả jean chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn đó. Với chiếc quần này thì bạn tha hồ lựa chọn đủ phong cách. Một chút thanh lịch với áo sơ mi và áo khoác thì sao nhỉ? Bạn đã ra dáng một cô nàng thanh lịch mà cũng không kém phần năng động rồi đó.
quần legging lửng chính là bản thân cho cô nàng thích mặc váy đó. Chiếc quần legging lửng đem lại một vẻ trẻ trung với sự kết hợp đa dạng với váy, đầm hay cả những chiếc quần short. Với quần legging lửng thì chất liệu nhẹ cũng giúp bạn gái đẹp hơn nhưng vẫn không kém phần kín đáo. Legging họa tiết. Một xu hướng legging nổi đình đám nhất trong thời gian này chính là legging họa tiết, thay vì trung thành với những chiếc legging trơn. Giờ đây tín đồ thời trang còn có thêm một lựa chọn, đó chính là legging đủ màu sắc, họa tiết đa dạng. Với legging họa tiết thì những trang phục trung tính như đen, trắng sẽ làm nổi bật lên bộ trang phục của bạn đó. Quên này, quên nhớ không, từ nãy giờ thì chúng ta cũng có nhắc tới quần legging dành cho các bạn nam. Và bản thân Tâm thì vẫn chưa thể tưởng tượng là các bạn nam khi mặc quần legging thì trông sẽ như thế nào. Đừng tưởng là các bạn nam thì không mặc được quần legging nhá. Trên thế giới hiện có rất là nhiều bạn nam phối quần legging rất là đẹp luôn, và cũng đang trở thành trào lưu đấy. Không tin thì bây giờ Quyên sẽ cho Tâm coi 3 cách phối quần legging cực đẹp cho các bạn nam mà các bạn nam có thể học hỏi theo. Các bạn nam hoàn toàn có thể tự tin diện quần legging với quần short bên ngoài. Ai bảo các bạn sẽ mất đi sự nam tính khi diện quần legging? Trái lại còn đem lại cho các bạn nam một vẻ năng động, thể thao và đặc biệt là vô cùng cá tính. Quần short bên ngoài legging sẽ hoàn hảo khi kết hợp cùng những chiếc áo thể thao và giày bata đó. Anh chàng lịch lãm hoàn toàn có thể diện quần legging đấy nha. Kết hợp giữa legging và một chiếc áo sơ mi cục bên ngoài chính là bí quyết để bạn ghi điểm với phong cách thời trang của mình đó. Áo thun in hình cá tính cùng giày sneaker sẽ giúp bạn thêm phần nam tính và thời trang đó. Nếu bạn nam thích diện những chiếc áo phông dài thì quần legging chính là nhân vật hoàn hảo cho phong cách này rồi. Bạn không thể diện những chiếc áo quá rộng và dài cùng với những kiểu quần luộm thụm. Ngược lại, quần legging sẽ giúp bạn làm nổi bật chiếc áo yêu thích đấy nha. Tâm cũng muốn hỏi rằng là Quyên có bí quyết nào thì có thể chia sẻ cho Tâm cũng như các bạn khán giả biết là có thể kết hợp phụ kiện với quần legging sao cho cá tính và đẹp không? Nói cho Tâm biết nhá, quần legging thì rất là dễ phối đồ luôn. Tâm có thể đi với tất cả các kiểu giày khác nhau. Ví dụ như là giày cao gót này, giày boots nè, comeback boots, giày sneaker, giày sandal. Vậy thì bây giờ tại sao chúng ta không lướt qua một vòng các đôi giày đó để cho Tâm có thể chiêm ngưỡng và lựa chọn? Bây giờ thì Quyên sẽ mời Tâm và các bạn chiêm ngưỡng một chiếc quần legging duy nhất mà Quyên phối 6 bộ trang phục khác nhau với 6 phong cách khác nhau cho cả nam và nữ nhé. Oh,
wedge vào mặt ta mãi. But in the cultural sense, I just weaken future tense. Judas is me as a fence to wear it come the next time. Những bí quyết mặc đẹp với quần legging chắc hẳn đã làm hài lòng các bạn rồi đúng không nào? Phần tiếp theo sẽ là phần mà các bạn không nên bỏ qua đâu, đó chính là phần tài chế vô cùng quen thuộc.